vui vẻ, bởi vì là lúc đấy em chỉ muốn là thử nghiệm cái chuyên môn coaching của em. Sau đấy qua một năm nếu như các bạn là một dancer, các bạn cần một sân khấu để thể hiện mình thì sân chính là nơi để các bạn thể hiện cái tôi, thể hiện cả sự năng khiếu, kỹ năng của các bạn dần dần được. Đồng thời đó cũng là nơi để các bạn dần dần được chính con người mình và trở thành dancer tốt hơn. Chào các bạn, mình là Quang Nam. Tập 4 của CD New Music Dance mùa thứ nhất thì được tham dự CD New Music Dance và được trải nghiệm thì là một điều rất là mình không thể nào quên được trong cuộc đời của mình, cho nên các bạn hãy đón nhận và xin chào nhé. Thì đến với cuộc thi này thì anh nghĩ đây là một sân khấu thực sự chuyên nghiệp và rất là có nhiều cơ hội để nên cho các bạn có thể thể hiện cái đam mê của mình, và cái cảm giác khi mà được đứng sân khấu này không phải một người dễ dàng có được. Thì mong các bạn đừng có chờ đợi và hãy đăng ký ngay tham gia với cuộc thi suy ngày mùa thứ hai. Và làm sân chơi là một nơi để thể hiện tài năng đam mê nghệ thuật của những bạn trẻ, những người mà yêu thích sự khám phá, và họ chờ đợi, họ dấn thân vào từng mảnh để khẳng định mình, để làm cho mình tỏa sáng.